Kim Messi đã lên và thay giày. Theo Messi, gặp Kim Messi, ok á. Cánh. Thầy có cánh thôi. Các cầu đội bạn đã bị hút sang cánh trái, cánh phải chưa chống trái. Làm gì đây? Đứng, 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 đứng. Ok. Không sao. Tôi là Thi Freestyle. 20% số điện thoại. Sau 8:30 tối, sân Phạm Minh Giang. Nhớ tới đá nha. Rồi, nãy trận tân niên của Tụ Si FC. Toàn mấy anh già không à. Nay lại gặp FC Trần Cao. Chà, trời đẹp quá ta. Trước đó có một trận vừa diễn ra ở đây. Đồng vui quá ta. Nay là mông 7 Tết. Còn mông là còn Tết nha anh em. Chơi tới mệt luôn nghỉ. Mà vẫn đá đều xuyên Tết. Bữa là mông mấy Tết là đã đá một trận rồi. Hôm nay đá tiếp trận nữa. Tết rồi đâu có nghỉ ngày nào đâu. Cũng nhà lo quay clip rồi dựng clip các kiểu. Tết cũng khá là vui đó. Ok, thôi giờ thay đồ cái nha. Nãy giờ gặp mấy anh em bên kia tặng người quen không? Lo nói chuyện không, có quay được gì đâu. Giờ mới thay đồ nè. Vô. Mang giày thôi nè. Vẫn là đôi Vapor 14 Pro TF nha anh em. Nay có cái dụng cụ xỏ giày nên mình xỏ đôi này vô cũng khá dễ dàng. Anh em nào quan tâm đến sản phẩm này hay là vớ giống mình thì link trong phần mô tả nha. Kim Messi đã lên và thay giày. Gặp Teo Messi. Ô, Teo Messi ơi. Teo Messi gặp Kim Messi, ok á. Rồi xong đi. Ok. Trần Cao FC là đội của anh Cường Trần, chủ mảnh đất mà sân bóng Phạm Minh Giang đang tọa lạc. Quản lý đội là anh Teo Messi và cũng là quản lý của sân bóng Phạm Minh Giang. Ai muốn thuê sân cáp kèo có thể liên lạc anh Teo nha. Các thành viên bên đó đa số là bạn của anh Teo. Có một số anh em có nhà ở xung quanh sân, gom lại thành một đội để đá bóng hàng tuần tại đây. Nói chung cũng chỉ là một tập thể đá bóng vui vẻ, sức khỏe mồ hôi thôi, không phải là siêu phủi gì cả. Cựu CFC là đội do Coach Giang lập ra, gồm những anh em bạn bè của Coach Giang, trong đó có anh Minh Tuấn, nhà đầu tư chính, cũng là người thi công xây dựng nên sân bóng Phạm Minh Giang này. Các thành viên đội cựu C toàn là trên 40 không à. Mình thì 35, nhưng được xem là nhỏ nhất đội rồi đó. Mà hình như có một clip trước đây mình đã giới thiệu về đội cựu C rồi. Anh em xem chưa ta? Chưa xem có thể xem lại link ở trên góc nha. Chia sẻ dông dài tí xíu để anh em biết thêm về các đội bóng mà mình đang sinh hoạt. Chứ vô coi clip, coi đá banh của mình không thì nó cũng chán. Còn đây là cách khởi động của mình trước khi vào đá nè. Không biết anh em khởi động như thế nào chứ mình khởi động hay múa may quay cuồng như vậy lắm. Tại vì chỉ có khởi động mới được múa vậy thôi. Chứ vô đá rồi, đập nhã một chạm, hai chạm chứ không có dám rê dắt rồi múa skill nhiều. Múa nhiều thì ảnh hưởng đến lối chơi của đội, với lại mất banh lại báo nữa. Rồi chưa nói đối thủ thấy múa nhiều, đối thủ cho lên cán nữa, mất công. Anh Huê, Kim Messi trên cùng. Lúc này là hiệp 2 rồi nha anh em. Đội cựu Si đang bị gác trước hai trái. Kiên nhanh. Bên trong hơi bí, thả lại đáy biên cho Kim Messi chắc ok hơn. Cái em nữa, cái em. Tô anh ơi, góc tiếp á. Bỏ giữa thôi. Chà, lo bám cái cánh phải nên bỏ rơi số 4 kia rồi. Bỏ giữa thôi. Hôm nay không có thủ môn, anh Việt xuống bắt gôn tạm thôi nên mấy cú đá kiểu đó là bó tay rồi. Cú đá rất mạnh, nhìn lại trúng vị trí của thủ môn. À ha, ngoài đây có đối thủ, chạy hướng đáy biên nào. Tiếp chưa rồi đội.
Giữa kìa Kim. Nãy giờ Kim Messi có vài cơ hội nhưng vẫn chưa gặp may. Giữa hả? Khó quá. Thôi sao vậy? Ở đây giống trải nè, bước lên nhường đường trả về nào. Kim. Thôi. Một pha phối hợp tốt, nhưng cú dứt điểm lại rớt mấy con chim. Nhá có một cái mà mọi người dồn hết vào cánh phải, chỉ còn lại có một người ở đằng xa. Đối thủ đang bắt cánh trái, ở giữa thì đang trống, làm gì đây? Hên như vậy. Pha này hên thiệt chứ. Đá trái banh trúng chân thủ môn, dội ra trúng ngược chân ổng, văng vào lưới. Nói chứ cũng đừng quên like đăng ký kênh cho bàn thắng vừa rồi của Kim Messi nha. Bước tốc lên đây, tạo tình huống 2-1 nha anh em. Thủ môn che góc gần, hậu vệ thì cắt đường chuyền ngang. Làm gì đây? Trời ơi, xui dữ vậy. Trái xui rồi. Bước ra lên vũ rồi. Anh Vũ bắt đáy biên, mình cắt đường chuyền về. Vậy là xong. Hay da, không biết nói gì lúc này luôn đó anh em à. Cót. Đường ngang là sẽ có hai người bay vô sút liền. Thôi. Nè. Thủ môn đã bỏ khung thành rồi, giữ lại bình tĩnh đá. Tính kiếm 30 của anh hay em trai không dễ đâu. Ở kia, có kìa. Khó quá. Ok. Uầy. Cót bên đây cót. Cót. Xì. Nè. Trời ơi, xì ơi. Tại thuận chân trái nên phải quay về thôi, chứ thuận chân phải là trái đó suốt luôn rồi. Phối hợp đi, đừng được. Số 17 lo bắt đáy biên, mình lắc vô giữa thôi. Quơ đại cái chân không thuận, vậy mà cũng vô được, hên thiệt chứ. Đối thủ đỡ bóng lỗi, lao lên cắt anh em ơi. Có được. Nhanh xì. Tính đã phạt góc nhanh mà trọng tài cắt còi thay người. Cái... Đối thủ chưa ổn định đội hình, có gian thì chống trải. Chuyền lẹ đi anh Kiên ơi. Cót. Hay quá con ơi. Nhá số chân trái, sau đó dứt điểm bằng chân phải. Đó là một kỹ thuật khá hay của Cót Giang. Anh em nhớ like, đăng ký kênh cho skill tủ của Cót Giang nha. Đỡ bên thi ơi. Cót. Kiên. Chân phải rồi. Dĩ xì. À, chưa rồi. Tới đây trả về là dứt thôi. Chứ đợi. Trời ơi. Quên mất bài. Hai đội ăn miếng trả miếng liên tục. Đuối luôn. Dĩ luôn vừa rồi. Đưa chuyện luôn. Ok, dạ chưa rồi.
không chạm về. Ây da, nằm một đống luôn, trời ơi, không biết có sao không. Không liên quan chứ, số 12 là số của mình nha anh em. Vậy chưa rồi. Tình hình là số 12 chắc lật sơ mi rồi. Các cầu đội bạn đã bị hút sang cánh trái, cánh phải siêu chống trải, làm gì đây? Lúc đầu là mình tính truyền sang bên trái mà đặt chân hụt một phát, gãy luôn hậu vệ đội bạn. Còn cú sút sau đó thì cự ly hơi xa nên chỉ có cái góc A mới hạ được thủ môn thôi. Anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh nha. Keeper tuyệt vời. Say. Ê chà, không cắt vô cột 2 kịp rồi. Giao luôn hả con? Hay vậy? Làm mất công, chạy lên ná thở luôn. Trần cao hôm nay không có thủ môn, nên vậy đó anh em. Ok. Say. Cầu cứu đồng đội, nhưng liệu có thành công? Say. Hey. Hey. Một đường chuyền và hai cầu đang đợi sẵn. Còn cái tiếp, chân trái luôn Si. Cái nữa Đức. Gỡ đi, để gỡ đi, sắp rồi ơi. Ghi bàn quá trời luôn mà vẫn còn bị gác một trái. Ok, giữ lại Đức. Đá mạnh lên, ok. Rồi, hết bánh. Cất, vậy cất ơi. Vậy Đức, ok. Trời ơi. Cắt. Cốt vàng đang cắt lên nhưng không có ai theo. Tính ra là đang 4-3 đó, áo vàng không ai lui con ta. Cắt. Kiên. Anh Tèo nhét bóng lên xong bước lên sút nè, cắt đường trả về thôi. Đây nè chứ đâu, đã đi chào tự đá. Ok, chào tự đá. Ok, về lại thay, thay. Nè. Đường nhét lên không ổn, đành tìm giải pháp an toàn hơn. Trời ơi, ơi. Gãy luôn. Ấy, chết tôi. Nhìn là biết thả đáy xong đá cột 2 nè. Tốt Đức. Ừ. Lấy Si. Ây da, Kim Messi bị Tèo Messi bắt bài rồi. Ấy, không sao. Hai pha bóng trúng cột dọc liên tiếp. Hên quá xá hên anh em ơi. Kiên. Vậy có. Giờ này mà thảy xuống đáy biên là mình xỉu luôn á. Em bước ra. Rồi xong, ôm khung thành thở dốc luôn. Em. Xỉu luôn. Lại là 4-3. Thả về đây suốt cái ầm là tiêu đội bạn rồi. Cắt. Hướng trả về đã bị bắt, anh Chiên sẽ làm gì đây? Kiên. Trời ơi. Nói xin. Má mệt quá.
Học thêm 3 phút, 5 phút. Số 9 này chân phải nè, che giữa thôi. Ê, đứng. Ok. Ngay cái chân trái của anh Tèo Messi thì thủ môn xịn còn thua, chứ nói chi thủ môn tạm ngày hôm nay. Ô la la, vậy là cánh này không lên, khỏe rồi. Hẹp có thôi, người có đó. Ừ. Ừ, tốt thi. Ánh mắt đã nói lên ý đồ, chuyền nè chứ không có suốt đâu. Ừ. Giờ mà chuyển qua bên trái thì ngon. Bên kia Đức. Lâm Đức. Trời ơi. Kìa anh coi. Một màn rượt đuổi tỷ số cực kỳ căng thẳng. Anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh nha. Ồ, bắt bài bên phải rồi. Ok. Rồi. Tại đây cho. Vô tiếp. Anh em đã xong, nhớ bắt tay chào đội bạn giống mình nha. Thể hiện tinh thần fair play đó. Và anh em thấy Tèo Messi và Kim Messi ai đá banh hay hơn thì thả cho mình cái comment nào. Kế bên kia có ai karaoke chiều giờ. Từ lúc mình đá banh tới giờ vẫn còn cao luôn. Trận cao thì đá thêm trận nữa. Sân 5. Rủ mình đá mà mình giờ về không đá nổi nữa ha. Dụng cụ đeo đầu, hai chiếc máy quay dây đốc sạc, quay máy này hết pin ra cất, lấy máy này quay tiếp, đổi lại trong lúc máy này đang sạc, đổi qua đổi lại vậy đó. Tới giờ mang đôi và bò 14 này vẫn thấy đã nha anh em, chắc mua thêm đôi màu xanh nữa quá. Vớ anh em nào quan tâm vớ giống mình, link phần mô tả nha. Trận đầu tiên của mình tại sân Tết Giang Hoa. Ok, hai đội quen nhau mà cá vui thôi anh em ạ. Rất nhiều cơ hội diễn ra mà ở cuối trận không ai tận dụng được để quyết định là đội chiến thắng của ngày đầu năm như thế này. Nhưng thôi, trận đầu năm Hoa là vui rồi. Anh em thấy hay, nhớ like đăng ký kênh đón chờ clip mình trong thời gian tới nha. Mình sau thi, xin chào, gặp lại, bye bye.